Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ năm 10 tháng 4 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Úc Truy tìm kho báu tập 2. 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ đất nước mến yêu nghệ nhân Trần Kích. 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em. 7 giờ 50 phút rối liên hoan rối quốc tế. 8 giờ 20 phút em yêu khoa học Eureka. 8 giờ 35 phút chuyện lạ bốn phương. 9 giờ xây dựng thương hiệu mạnh, phát triển thương hiệu với thị trường trọng điểm. 9 giờ 25 phút phim truyện Việt Nam những ngọn nến trong đêm tập 7 và 8. 10 giờ 50 phút du lịch vòng quanh thế giới Jersey. 11 giờ 30 phút tạp chí quần vợt. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tình yêu và sự dối trá tập 25 và 26. 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Bao Thanh Thiên tập 2. 15 giờ 25 phút thế giới giải trí. 15 giờ 45 phút khoa học và đời sống phôi thép trong xây dựng. 16 giờ thế giới đó đây những phong cảnh của thế giới. 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuyện nàng Hiểu Huệ tập 28 và 29. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ những người bạn nhỏ. 19 giờ 30 phút ai nhanh hơn. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình hát với ngôi sao. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Tình yêu pha lê tập 24. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 35 phút chiếu phim phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 21. 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình. 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.